Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn một con âm ly đèn của hãng Pioneer, có model là C300. So với tầm tiền này, con này rất là đáng chơi. Âm ly hoạt động hoàn hảo, không mùi xì gì cả. Tất cả là bóng zin theo máy, bóng chạy 4 con bóng 6BQ5. Và bây giờ em sẽ test để các bác nghe thử chất âm của nó. Âm ly hoạt động hoàn hảo, không ù xì gì cả. Bình nguồn. Âm ly rất là đẹp luôn ạ. Mặt đẹp, không một vết xước. Kiểu dáng cũng như hình thức rất là đẹp. Chưa phai dấu thương trắng tâu hồn.